Hello, xin chào toàn thể các bác nhé. Đầu xuân năm mới chả có gì đâu, hôm nay lại tiếp tục giới thiệu các bác cái con vang Neck FX8. Đấy, thương hiệu Neck Acoustic này, model là FX8 này. Đấy, hàng chính hãng nhá, trên nóc có nó dập logo chìm này. Đấy, chính hãng nhưng mà hết vỏ xịn rồi, đây còn cái vỏ còn cái vỏ kia. Đấy, vỏ kia là đang bị hết, cái hàng này là hàng mẫu trưng bày nên là cuối cùng anh em vẫn cứ gửi bình thường. Đây, hãng còn nguyên một ít bụi này. Đấy, các bác nhìn kỹ là sẽ thấy một ít bụi trên này này. Đấy, đúng không ạ? Rồi, cái mẫu này hiện tại em đang bán là 1.900.000 đồng bao ship, tặng theo là dây dắt phụ kiện đi theo, ship nữa thì đầy đủ. Đấy, ship nữa thì đầy đủ các kiểu ăn chơi. Đấy, dây cáp quang này, dây nguồn này là bắt buộc này. Đấy, hai cửa ra loa form này, thế thôi, không có gì nữa đâu. Các bác ở nhà dùng âm ly thì em sẽ tặng theo dây AP. Còn nếu mà các bác nhà dùng cục đẩy thì sẽ được tặng theo là cái jack ca lông chuyên nghiệp để cắm vào cửa này. Đấy, nay quay giới thiệu các bác một tí thôi, cũng chuẩn bị lên đường đi lắp luôn sản phẩm này trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Đấy, các bác nào có quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua cái số điện thoại nó ở đây này. Đấy, đúng không ạ? Rồi, Neck FX8 hàng chính hãng công ty nhé. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua cái số điện thoại để được em tư vấn thêm về sản phẩm. Đấy, tem bảo hành các kiểu, rất nhiều chức năng, con này khá nhiều chức năng, USB này, Bluetooth này, Optica, cáp quang và AUX, cáp đồng trục. Đấy, đằng sau đây cổng cắm cáp quang này. Đấy, các bác đã thấy anten để bắt Bluetooth, công tắc nguồn, cửa ra loa. Cái này hay cái là đằng sau này các cái núm tùy chỉnh âm lượng thì nằm hết đằng sau nhé. Đấy, nên là các bác vặn ở mặt trước cũng mà hết cỡ rồi thì đằng sau vặn nó vẫn cứ khống chế bình thường. Đấy, muốn vặn vặn đến đâu thì vặn, chả may mà các bác đang hát karaoke mà mấy cháu bé vui tính ra vặn to hơn nữa thì cũng chỉ đến thế thôi đúng không ạ? Vặn to hơn nữa thì vặn hết cỡ thì khống chế hết đằng sau rồi. Đấy, rất là hay luôn, tiếng này rất là tuyệt vời. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác nhé. Đấy, hôm nay hàng chỉ thế thôi, không có gì hơn nữa cả. Đấy, thì cũng gọi là đầu xuân năm mới, kính chúc các bác sức khỏe với giới thiệu sản phẩm như này. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ qua cái số điện thoại dưới phần mô tả. Đấy, rồi ok, hẹn các bác trong những video clip lần sau nhé. Sẽ có rất nhiều cái hay hơn để cho các bác cùng xem nhé.